hồi nãy là chiếc Rambler 1400 một rồ lên Bobo System. Còn cái này là Monster 821. Đang để mốt touring. Để lại tốt. Evo siêu ken luôn. Có còn không? Có còn luôn. Là hơi bị ghê luôn nha. Xe này là không có ABS. S. Nhưng mà cái này là thay toàn bộ carbon hết luôn nha. Với lại là đang đi cái bô Aero bô đây nè. Mới ghê nè. Street Fighter V4S. Xe hải quan chính ngạch nha, chính hãng luôn. Mà cái này mới ghê nè, đặc biệt nhất. Có biển số. Mới lấy ngày hôm qua luôn. Cái này là 23 thôi, lấy ngày 22 thôi. Xe chính hãng đầu tiên có biển số. Đầu tiên có biển số luôn. 790 triệu. Dạ, cho anh em nghe thử nha.